Rồi mình xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm cái bán ngọc của vị tướng Alice. Thì cái vị tướng này á thì lên ngọc chiếu là đi theo SP trợ thủ á mọi người. Bán ngọc vị tướng này á mùa này á thì mình sẽ lên như sau. Đầu tiên là giáp cộng 50, giáp phép là cộng 27, máu tối đa là 787. Tốc chạy là cộng 4%, hồi máu 5 giây là cộng 52, tốc đánh là cộng 10% và giảm hồi chiêu là cộng 6% nha. Sau đây mình sẽ đi vào cái bảng ngọc nha mọi người. Thì đầu tiên 10 viên ngọc đỏ thì mình sẽ lên là giáp, máu tối đa và tốc đánh nha. Mình sẽ lên là 10 viên. Còn giày ngọc tím á, mình sẽ lên là 10 viên, máu tối đa, tốc chạy và hồi máu nha. Tiếp theo là 10 viên ngọc xanh thì mình sẽ lên là giáp, giáp phép và giảm hồi chiêu là 10 viên. Thì đây là cái bảng ngọc dành cho Alice. Về cái phần trang bị của vị tướng này thì sẽ lên như sau. Đầu tiên mình sẽ lên một cái món phụ trợ, và tùy vào tình hình tem địch mà mình sẽ lựa một cái món phụ trợ cho phù hợp nha. Thường thường thì cái trận đấu vị tướng này lên phụ trợ thì đa phần chính là cái đại địa hủy diệt sát thương làm chậm á mọi người. Món thứ hai thì chiếc giày kiên cường. Món thứ ba thì sẽ lên cái trượng băng. Món thứ tư thì sẽ lên cái khiên huyền thoại nha. Và cái món thứ năm này thì tùy theo trận, nếu mà gặp tem bạn mà đấu sĩ nhiều thì mình lên cái mặt nạ baguette. Còn bình thường nếu mà tem bạn sát thương phép nhiều á thì mình lên cái vui chiên choi nha. Cuối cùng là mình lên cái quả cầu quăng xương, hoặc là mình lên cái giáp phong mệnh nha mọi người. Đó. Thì đây là cái phần trang bị cho vị tướng Alice nha. Còn về cái phần mà trang bị dành cho tem bạn mà sát thương vật lý rất nhiều á, thì mọi người chỉ cần đổi cho mình chỗ này nè, quy chương choi thành cái khiên thất truyền nha. Còn nếu mà mọi người mà gặp tem bạn á, có những cái vị tướng mà hồi máu á, siêu hồi máu á, thì mọi người lên cho mình chỗ này nè, cái sách chi hồn luôn, để mà làm giảm hồi máu nha. Ở đây á, thì mình vẫn lên được cái khiên thất truyền, nếu mà tem bạn sát thương vật lý nó cũng nhiều. Còn không thì mọi người hãy lên cho mình cái quy chương choi cũng được nha. Hoặc là cái trượng này nè, quy chương choi, hoặc là mình sẽ lên cái món phép này nè mọi người, cái trượng băng nè cũng được. Thì đây là cái phần trang bị. Cái phần tiếp theo mình sẽ đi vào đó chính là cái phù hiệu nha mọi người. Phù hiệu của vị tướng Alice thì mình sẽ chọn cái du hiệp. Tại vì sao mình lại chọn du hiệp? Khi mà chọn du hiệp á thì giúp cho vị tướng này á, khi rời khỏi giao tranh một lúc sẽ khiến cái đòn đánh thường khi mà chúng tướng địch á liên tiếp sẽ làm chậm mục tiêu 30%, và gây một dấu ấn bùng nổ, sau đó 3 giây sẽ nổ tung gây 8% máu tối đa của mục tiêu nha. Và ở đây thì nhánh thứ hai mình sẽ chọn cái giảm hồi, thì sẽ giúp cho vị tướng này hồi chiêu nhanh hơn, hoặc là mình chọn cái bảo mệnh thì nó sẽ siêu hồi máu. Ở đây thì mình chọn cái hồi phục nha, sẽ giúp cho vị tướng này là sẽ hồi 9% máu và 15% năng lượng. Thì khi chơi trợ thủ thì cái phù hiệu du hiệp này sẽ dùng cho vị tướng Alice thì nó sẽ phù hợp hơn nha mọi người. Rồi cái phần chia sẻ về bảo ngọc trang bị phù hiệu của vị tướng Alice đến đây là hết nha. Mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.